Xin chào mọi người, mình cũng là một trong những người đam mê đồ gỗ và đặt của gia đình cửa hàng Độ Tĩnh rất nhiều. Những cái sản phẩm mà mình kê ở nhà mình ở ngoài Hà Nội cũng như là ở quê, với cơ sở Độ Tĩnh thì mình có cái niềm tin về kỹ thuật cũng như là về uy tín, nên là mình cũng cảm thấy nó thoải mái. Và thời gian hơn một tháng rồi thì mình cũng kiểm tra liên tục, nhưng mà mọi cái đến giờ phút này thì mình dưới con mắt của mình với những người đam mê đồ gỗ thì cảm thấy hài lòng khi kê vào không gian nhà mình. Vâng, đồ gỗ Đỗ Tĩnh xin kính chào quý vị và các bác thân mến. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại nhà của bác Tuấn ở làng Trình Xá, xã Đô Đồng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại gia đình của nhà bác Tuấn để bàn giao cho gia đình nhà mình một bộ bàn ghế Louis M35, cùng với đó là một bộ bàn ăn cù lá gỗ hương. Bộ bàn ghế 10 ghế được đặt theo yêu cầu riêng của bác Tuấn và chúng tôi cũng đã kê kích xong. Thì xin giới thiệu mọi người, đây là bộ bàn ghế Louis M35 bằng chất liệu gỗ gụ, bao gồm có 9 món. Chúng tôi đã làm chọn liệu những cái chất liệu gỗ tốt và hoàn thiện. Nhà của bác Tuấn thì mới xây xong và bác đã đặt của đồ gỗ Đỗ Tĩnh hai bộ bàn ghế ngay lập tức để ngoài cái gian phòng khách nhà mình để thêm phần long trọng. Đó, thì mời các bác xem nhá. Bộ Louis M35 này, trước đó chúng tôi đã có một cái video giới thiệu bộ Louis M35 này đến quý vị. Đấy, các bác có thể xem ở trên kênh của đồ gỗ Đỗ Tĩnh. Đó. Không gian phòng khách nhà mình thì cũng được thiết kế theo một cái lối rất là đẹp hiện đại, một lối kiến trúc tân cổ điển. Chính vì vậy thì bộ bàn ghế Louis M35 này khi kê vào thì cũng sẽ rất là hợp lý, rất là phù hợp với lại không gian nhà mình. Đó. Không gian rất là trang trọng, trang nghiêm. Bộ cửa nhà bác có cái kính này đẹp nhờ. Kính này vàng vàng này, đúng kiểu kiến châu Âu ấy. Vâng, xin giới thiệu mọi người, đây là bác Tuấn, gia chủ. Đó, xin giới thiệu mọi người bác Tuấn. Thì trước đó thì cách đây khoảng tầm hơn một tháng thì bác Tuấn cùng với lại một số anh em đã xuống tận nơi cơ sở của đồ gỗ Đỗ Tĩnh để đề xuất với chúng tôi rằng là muốn mua một bộ bàn ghế đẳng cấp, sang trọng và phải phù hợp với không gian phòng khách hiện đại tân cổ điển như thế này. Thì chúng tôi đã tư vấn cho bác là bộ bàn ghế Louis này. Vâng. Bộ này thì được chúng tôi lựa chọn những cái chất liệu gỗ. Đây, các bác có thể quan sát đấy nhá. Gỗ vân rất là vân luôn. Mặt bàn, mặt ghế, tựa này. Vân nổi cuồn cuộn luôn, rất đẹp. Bên này là bộ bàn ăn này, củ lá được đặt theo kích thước yêu cầu của bác Tuấn luôn. Bộ bàn ăn 10 ghế sẽ là một cái không gian quây quần dành cho gia đình vào những cái dịp buổi tối. Gia đình có 3 thế hệ, 4 thế hệ, chúng ta có thể ngồi quây quần bên bàn ăn, sum họp, đấy, giữ lửa những cái hạnh phúc, những cái giá trị cha truyền con nối, những cái giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam sẽ được lưu giữ qua những cái không gian rất là trân trọng, rất là đẹp như thế này. Đồ gỗ Đỗ Tĩnh rất là hy vọng những cái giá trị, những cái sản phẩm mà chúng tôi đem đến cho quý vị khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc, khi mà mỗi người nhận được một cái sản phẩm không chỉ đơn giản là những cái bộ bàn ghế, họ còn nhận được gì ạ? Họ còn nhận được những cái giá trị về tinh thần. Đó là những cái điều mong muốn nhất của đồ gỗ Đỗ Tĩnh muốn gửi gắm đến quý vị khán giả. Thì hôm nay là bọn con ở dưới quê Nam Định lên đây để bàn giao cho gia đình nhà mình hai bộ bàn ghế. Quá đẹp. Vâng, khi mà nhìn những cái nụ cười rất là hạnh phúc của gia chủ thì chúng tôi cũng
rất là vui. Vâng. Từ nãy giờ đó là cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà đến thời điểm này là coi như là vui lắm rồi. Xin chào mọi người. Với cơ sở gỗ Độ Tĩnh ở Hải Minh, Việt Nam Định, thì mình cũng là một trong những người đam mê đồ gỗ và đặt của gia đình cửa hàng Độ Tĩnh rất nhiều. Với cơ sở Độ Tĩnh thì mình cũng là một trong những cơ sở uy tín để mà mình lựa chọn cho những cái sản phẩm mà mình kê ở nhà mình ở ngoài Hà Nội cũng như là ở quê. Còn đây là không gian này là gia đình là gần như nhà tổ. Thế là về đây chúng ta là mua về rồi ông bà rồi các cả gia đình ngày lễ ngày Tết và tập trung. Nên mình lựa chọn những cái sản phẩm với Độ Tĩnh. Cho đến ngày hôm nay là mình đặt thì mình nhận hàng thì luôn luôn với Độ Tĩnh thì mình có cái niềm tin về kỹ thuật cũng như là về cái uy tín. Cho nên là mình cũng cảm thấy nó thoải mái. Và thời gian hơn một tháng rồi thì mình cũng kiểm tra liên tục. Nhưng mà mọi cái đến giờ phút này thì mình dưới con mắt của mình với những người đam mê đồ gỗ thì mình cảm thấy hài lòng khi kê vào không gian nhà mình. Dạ vâng ạ. Và thay mặt cho đồ gỗ Độ Tĩnh em xin cảm ơn, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình nhà mình. Thật là nhiều những cái điều may mắn ở trong cuộc sống. Vâng. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại một lần nữa không gian nhà của nhà Bắc Tuấn nhá. Đấy, một bộ bàn găn cù lá gỗ hương, 10 ghế và một bộ ghế Louis M35, 9 món. Các nếu mà có nhu cầu thì hãy xin mời hãy liên hệ với đồ gỗ Độ Tĩnh chúng tôi qua số điện thoại 0948777798 để được chúng tôi tư vấn. Vâng. Xin cảm ơn quý vị và các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp, rất là tuyệt vời này để cho quý vị và các bác cùng xem. Vâng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, con chào bà ạ. Con xin phép là con về quê, dưới quê đấy ạ. Vâng. Con chúc sức khỏe ông bà nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Chúc ông nhiều sức khỏe ông nha. Vâng. Con chúc ông nhiều sức khỏe ạ. Đi Lương mới đi cháu. Con ở bên Lương không ạ? Vâng ạ. Nhưng mà dưới ở con là cái làng chỗ Hải Hậu ấy. À, Hải Hậu. Vùng đấy cũng rất là nhiều giáo dân, người ta đi giáo. Nhà thờ nhiều lắm mà toàn nhà thờ to rồi. Vâng. Hải Hậu Nam Định. Vâng. Cảm ơn bác. Dạ vâng ạ. Vâng. Con chào ông. Con chào ông bà. Hỏi thăm toàn thể gia quyến nhá. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn ông. Con cảm ơn bà. Con chào bà. Vâng. Đứng ngồi đẹp luôn. Đẹp luôn. Đẹp thế nhỉ hai ông bà. Cũng khởi ra đi không kéo đi. Kéo à? Dạ. Được đâu. Ngồi đây. Ngồi xuống. 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 Ngồi x